chuẩn bị gặp mặt cô nàng vệ sĩ xinh đẹp của năm 2022. Bill Wanneroth sẽ đến chăm sóc, bảo vệ chàng tổng tài hoàn hảo Ken Phu-phun. Mối tình vụn trộm của cô nàng vệ sĩ khi vừa phải bảo vệ cả thân thể lẫn trái tim của chàng tổng tài sẽ kết thúc như thế nào? Không cần phải lo lắng đâu ạ. Nó vốn dĩ là nhiệm vụ của tôi khi phải chăm sóc cho anh. Nàng vệ sĩ của tôi phát sóng vào lúc 7 giờ tối từ thứ năm đến chủ nhật hàng tuần trên kênh SCTV 6.